Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 10 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khuyến khích hội hiệp sĩ Manta trong tiến trình canh tân. Vatican, một năm kể từ khi bổ nhiệm Đức Hồng Y Silvano Tomasi làm đặc sức của ngài tại hội hiệp sĩ Manta, Đức Thánh Cha Francisco đã trao cho Đức Hồng Y quyền hạn mới và xác nhận sự tin tưởng tuyệt đối của Ngài đối với Đức Hồng Y trong nỗ lực đảm bảo hội Manta có một sự đổi mới thiêng liêng và đạo đức. Trong thư đề ngày 25 tháng 10, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tomasi vì những công việc tích cực Đức Hồng Y đã làm kể từ khi đón nhận việc bổ nhiệm, làm đặc sứ của Ngài tại Hội Hiệp sĩ Manta và lưu ý về quá trình đang diễn ra để cập nhật hiến pháp và bộ luật của hội, bày tỏ sự tin tưởng rằng Điều quan trọng là Tổng hội đặc biệt phải được cử hành trong những điều kiện đảm bảo sự đổi mới cần thiết trong đời sống của hội. Đức Thánh Cha cho biết, vì lý do này, Ngài đã gia hạn Hiệp sĩ Marco Lusago trong vai trò quyền thủ lãnh của Hiệp sĩ Manta cho đến khi kết thúc Tổng hội và cuộc bầu cử tiếp theo đó để bầu vị thủ lãnh mới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xác định rõ rằng, với tư cách là đặc sứ, Đức Hồng Y Tomasi có tất cả các quyền hạn cần thiết để quyết định bất kỳ câu hỏi nào được nêu lên Đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao phó cho ngài, bao gồm cả quyền tự đảm nhận các khía cạnh điều hành bình thường của hội, thậm chí liên quan đến hiến pháp, bộ luật hiện hành nếu cần thiết, cũng như để giải quyết tất cả các xung đột nội bộ. Đức thánh cha còn ban cho Đức Hồng y các quyền như triệu tập đại hội bất thường vào một ngày mà Đức Hồng y sẽ xác định và cùng chủ trì, xác định các quy định đặc biệt về thành phần và việc tiến hành tổng hội đặc biệt, phê chuẩn hiến pháp và bộ luật menlicency tiếp tục việc đổi mới hội đồng tổng cố vấn phù hợp với các văn bản luật mới, triệu tập hội đồng toàn thể để bầu ra một thủ lãnh mới. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự khích lệ và ủng hộ đối với Hội hiệp sĩ Manta và đối với nhiều hoạt động từ thiện mà hội này thực hiện nhờ sự cộng tác của các thành viên và tình nguyện viên ở các nơi trên thế giới. Được thành lập vào năm 1113, Hội hiệp sĩ Manta ngày nay hoạt động tại 120 quốc gia, chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ y tế và nhân đạo với tư cách là cơ quan luật pháp quốc tế và là một dòng tu giáo dân công giáo. Tòa thánh mở trụ sở tòa sứ thần tại Armenia. Vatican, ngày 27 tháng 10, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao song phương giữa tòa thánh và Cộng hòa Armenia, Đức Tổng giám mục Benapara, Phụ tá Quốc vụ khanh tòa thánh đã khánh thành tại Yerevan, thủ đô Armenia, một trụ sở mới của sứ thần tòa thánh tại Georgia và Armenia. Trụ sở này không thay thế trụ sở chính thức ở Tbilisi, Georgia, nhưng là một địa điểm tạm thời nhắm có một nơi chốn rộng lớn hơn để hỗ trợ nhiều công việc trong sứ vụ của tòa thánh và giáo hội công giáo trong nước. Đối với tòa thánh, điều này thêm một cơ hội để xem xét, xây dựng một mối quan hệ thịnh vượng vì lợi ích của tất cả người dân Armenia. Tòa sứ thần tòa thánh của Armenia được thành lập vào ngày 24 tháng 5 năm 1992, qua tông thư Armenian National Name của Thánh Gianfalo II. Qua nhiều thế kỷ, mối quan hệ lâu đời và tốt đẹp giữa Armenia và Tòa Thánh Vero đã tiếp tục được củng cố. Quan hệ ngoại giao chính thức bắt đầu vào ngày 23 tháng 5 năm 1992, khi Cộng hòa Armenia giành được độc lập. Kể từ đó, Tòa Thánh đã liên tục duy trì các đại diện ngoại giao để thúc đẩy các mối quan hệ như vậy, cùng với các sáng kiến và các kênh của các tổ chức công giáo khác nhau. Sứ thần tòa thánh đầu tiên được bổ nhiệm tại Armenia là Đức Tổng giám mục Jean Paul M. Gopin. Đại diện hiện tại của Đức Giáo Hoàng là Đức Tổng giám mục Jose Petancourt. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Armenia cũng đã hình thành với hoạt động và sự hiện diện của các dòng tu tại nước này. Năm 2019, trong chuyến thăm Armenia, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cho biết tất cả các cộng đồng công giáo hiện diện tại Armenia, công giáo Armenia, công giáo Roma và các nghi lễ khác muốn phát triển vì lợi ích của toàn xã hội Armenia. Các cộng đồng của chúng tôi tiếp tục làm như vậy thông qua các hoạt động của họ trong các lĩnh vực tinh thần, văn hóa, giáo dục, từ thiện và nhân đạo. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Armenia từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2016. Các nhà lập pháp ở Anh đề xuất luật cho phép linh mục ban các nghi thức cuối cùng tại hiện trường vụ án. Anh quốc, các nhà lập pháp vương quốc Anh đã chính thức đề xuất tu chính AMES cho một dự luật đang được đưa lên quốc hội nhằm đảm bảo rằng các linh mục công giáo có thể cư hành các nghi thức cuối cùng cho nạn nhân tại hiện trường vụ án. Tu chính AMES có tựa đề hiện trường vụ án, các nghi thức tôn giáo hay cầu nguyện được đề xuất bởi bốn thành viên của Hạ viện và Thượng viện của Quốc hội Anh. Nó được gọi là 292E sửa đổi dự luật cảnh sát, tội phạm, tuyên án và tòa án. Một dự luật hiện đang ở giai đoạn ủy ban ở Hạ viện. Tu chính viết, để đảm bảo một hiện trường vụ án, nơi một người trong hiện trường vụ án đó bị thương nặng với nhiều khả năng là họ có thể chết, có một giả định rằng cảnh sát phụ trách sẽ cho phép một thừa tác viên tôn giáo vào hiện trường vụ án để thực hiện các nghi lễ tôn giáo hoặc cầu nguyện liên quan đến cái chết. Ý tưởng về tu chính Ames xuất hiện vài ngày sau khi Sir David Ames một người công giáo là thành viên quốc hội lâu năm, bị đâm chết hôm 15 tháng 10 tại một nhà thờ tin lành ở Leon C. Essex. Theo báo cáo, một linh mục đã hy vọng có thể ban các nghi thức cuối cùng cho nạn nhân. Vào ngày 15 tháng 10, sau khi nghe tin ông Ames bị tấn công, cha Jeff Gufnov của nhà thờ công giáo Thánh Phaero ở Leon C. đã vội vã đến hiện trường, nhưng cha không được phép vào bên trong nên đã cầu nguyện vào lần chuỗi mân côi bên ngoài khu vực cảnh sát ngăn chặn. Các nhân viên y tế đã hỗ trợ ông Ames trong hơn 2 tiếng rưỡi trước khi máy bay cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Ngày 18 tháng 10, nghị sĩ Mike Can khi tỏ lòng kính nhớ người đồng nghiệp bị thiệt mạng đã đề cập đến các báo cáo. Ông đề nghị rằng các nhà lập pháp thông qua một sửa đổi đảm bảo cho các linh mục được tiếp cận với những người yêu cầu các nghi thức cuối cùng. Ông nói, ông Ames đã tham gia đầy đủ vào phụng vụ của giáo hội. Ông đã tham dự đầy đủ các bí tích của giáo hội. Trong khi tôi nhận được sự chú ý của những người trên hàng ghế đầu, những người công giáo tin rằng bí tích sức giàu giúp dẫn dắt linh hồn đến với Chúa sau khi chết. Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể đưa ra một sửa đổi Ames để bất kể ở đâu, ở một nhà chăm sóc hoặc tại một hiện trường vụ án, các nghị viên hoặc bất kỳ ai có thể nhận bí tích đó. Cha Fortunato Dinotto, Thượng Hội đồng cần lắng nghe trẻ em. Roma, Cha Fortunato vị sáng lập Hiệp hội MET, một tổ chức chống ấu dâm, đề xuất một hành trình thượng hội đồng thích hợp dành cho trẻ em để các em có thể tham gia vào tiến trình đang được giáo hội thực hiện. Hôm 10 tháng 10, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha đã cư hành thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 cho giáo hội Hoàn Vũ và giáo phận Roma. Tại các giáo phận trên thế giới, thánh lễ khai mạc được cư hành một tuần sau đó. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Thượng Hội đồng lần này phải được thực hiện từ dưới qua việc lắng nghe mọi thành phần dân chúa. Nhân dịp này, cha Fortunato Di Noto, vị sáng lập Hiệp hội Mister, tổ chức chống ấu dâm, đã lên tiếng đề xuất một con đường thích hợp dành cho trẻ em. Nghĩa là làm sao để các em có thể tham gia vào tiến trình mà cả giáo hội đang thực hiện. Đối với cha Noto đây là một giấc mơ đã được cha và các thành viên của Hiệp hội ấp ủ trong hơn 30 năm qua, từ khi Hiệp hội Mister được thành lập vào năm 1989 tại Ý. Tại giáo sứ của cha ở Avoli, Sicilia, cha đã thực hiện con đường này. Cha nói, điều quan trọng nhất là các em phải được lắng nghe. Và để thực hiện điều này, cha đề nghị phát cho các em các câu hỏi đơn giản mà cha đã thực hiện tại giáo xứ của cha như Thượng hội đồng là gì? con thiếu điều gì? Trong giáo hội, nơi con đang sống, con không thích điều gì? Điều gì con có thể nói với giám mục của con? Theo vị sáng lập Hiệp hội meter câu hỏi sau cùng rất quan trọng bởi vì sẽ rất tuyệt vời khi các thiếu nhi có thể thư chuyện với vị mục tử. Ở đây là các giám mục, linh mục, tu sĩ đang dẫn dắt cộng đoàn, cho các em một định hướng sống. Lắng nghe trẻ em là tuân theo lời dạy của tin mừng và điều này cần phải được thực hiện nhiều hơn. Ngoài các câu hỏi dành cho các em, cha Fortunato Di Noto cho biết sẽ tiến hành bầu chọn một đại diện của các em có thể tham gia tích cực vào hội đồng một vụ giáo sứ. Cha tin rằng điều này có thể giúp chúng ta đứng về phía các em, ở bên các em và nắm bắt được những điều cần thiết nhất dành cho các em. Các giám mục Quebec phản đối việc bỏ môn tôn giáo ở trường học Quebec. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, Bộ Giáo dục Quebec đã thông báo về việc thay thế môn đạo đức và văn hóa tôn giáo bằng môn văn hóa và công dân Quebec. Các giám mục công giáo lên tiếng phản đối quyết định này vì e rằng sự thiếu hiểu biết về tôn giáo sẽ có nguy cơ thúc đẩy các học sinh rút lui vào chính mình, đưa đến sự phân cực xã hội. Trong một tuyên bố chung được công bố vào thứ Hai, một ngày sau thông báo, các giám mục khẳng định là công dân Quebec mang một đức tin được nhiều người chia sẻ và liên đới với các nhóm tôn giáo khác hiện diện ở Quebec, chúng tôi lo ngại về những hậu quả sẽ xảy ra do loại bỏ hoàn toàn các quan niệm về văn hóa tôn giáo khỏi chương trình giảng dạy ở trường học. Theo các giám mục, thay vì giúp học sinh hướng tới sự nhìn nhận người khác và theo đuổi công ích, sự thiếu hiểu biết về thực tế tôn giáo sẽ gia tăng định kiến về tôn giáo và sự phân cực xã hội. Các giám mục nhắc lại rằng, kinh nghiệm tôn giáo là một chiều kích trung tâm đời sống của nhiều công dân một chiều kích cơ bản của kinh nghiệm con người, một chiều kích quyết định lịch sử và văn hóa Quebec, không chỉ vì tầm quan trọng lịch sử công giáo, nhưng còn vì sự chung sống hòa bình lâu dài của một số truyền thống tôn giáo trong lãnh thổ. Đối với các giám mục, sự thiếu hiểu biết về tôn giáo có nguy cơ thúc đẩy sự rút lui vào chính mình, sự phân cực xã hội đối với các vấn đề như chủ nghĩa thế tục phù hợp với các thể chế Quebec, thậm chí là sự cực đoan hóa lập trường đối với các vấn đề về ý nghĩa. Các vị mục tử viết Tôn giáo vẫn là một vấn đề xã hội ở Quebec cũng như ở những nơi khác và thực tế này không biến mất trong một sớm một chiều bằng cách loại bỏ văn hóa tôn giáo khỏi chương trình giảng dạy ở trường, thay vì loại bỏ hoàn toàn, cần cải tiến các phương pháp giáo dục. Với thông báo trên của Bộ Giáo dục, các trường học phải từng bước thực hiện các khái niệm này từ tháng 9 năm 2022 và áp dụng bắt buộc vào năm 2023. Casitas quốc tế kỷ niệm 70 năm thành lập. Roma Caritas Quốc tế lên chương trình cho các sáng kiến thực hiện dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, bắt đầu vào ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Roma, Caritas Quốc tế lên chương trình cho các sáng kiến thực hiện dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, bắt đầu vào ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021, gồm 7 hội nghị dành cho mỗi khu vực của Liên minh Bắc Ái và một hội nghị kết thúc tại Đại học Giáo Hoàng Ubaniana vào ngày 13 tháng 12. Caritas quốc tế được Đức Chúa Hoàng Pio 12 thành lập tại Roma vào ngày 12 tháng 12 năm 1951 nhằm tập hợp các tổ chức bác ái quốc gia để hỗ trợ sự hiểu biết lẫn nhau, phối hợp và cộng tác trong hoạt động bác ái và xã hội ở các nơi trên thế giới. Vào thời điểm mới thành lập, Liên minh bác ái này chỉ có 13 thành viên, hiện nay là 162 thành viên hoạt động tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tổ chức tiếp tục phục vụ, bảo vệ và đồng hành với người nghèo qua việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhân đạo, bảo vệ nhân phẩm và tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự phát triển con người toàn diện. Nhờ sự hiện diện rộng khắp, Casitas như một người đối thoại đặc quyền của các cộng đoàn địa phương. Chính vì vậy, trong thời điểm đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco muốn Casitas quốc tế phối hợp cùng với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, thành lập một nhóm làm việc lắng nghe các giáo hội địa phương được gọi là Ủy ban Vatican về COVID-19. Vì thế, trong dịp kỷ niệm này, các địa phương cũng sẽ là trung tâm của các sáng kiến do Casitas quốc tế tổ chức. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiết kiến chung vào sáng thứ tư ngày 27 tháng 10, Đức Thanh Cha Francisco tiếp tục giải thích về thư Thánh Phaolô gửi tin hữu Galat. Đối với Thánh Phaolô, Trọng tâm của tin mừng là lời loan báo về màu nhiệm thập giá của Chúa Kitô và sự mặc khải của thập giá về tình yêu hòa giải của Thiên Chúa. Qua cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của người, Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta ơn cứu độ và sự sống mới nhờ thánh thần được ban cho chúng ta. Từ đó, thánh Phaolô có thể nói với các tín hữu Galat: Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Đức Thanh Trà cũng nhắc rằng, đời sống Kitô hữu được sống vâng theo sự hướng dẫn của thần khí, bao gồm cuộc chiến thiêng liêng. Chúng ta phải phấn đấu để vượt qua điều mà Thánh Phaolô gọi là việc làm của xác thịt, để sống phù hợp với hoa quả của thần khí, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Trong đời sống thiêng liêng và trong đời sống cộng đoàn, chúng ta được mời gọi vun trồng những hoa quả này như một nhân chứng cho sự sống mới và sự tự do mà chúng ta đã nhận được trong Chúa Kitô nhờ ân sủng của thần khí của người. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha. E e e su anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời rao giảng của Thánh Phaolô hoàn toàn tập trung vào Chúa Giêsu và mầu nhiệm vượt qua của người. Trên thực tế, Thánh Tông đồ tự giới thiệu mình như một người loan báo về Chúa Kitô và về Chúa Kitô bị đóng đinh, nhắc nhở những người Galat, những người bị cám dỗ đặt đời sống tôn giáo của họ trên việc tuân giữ các giới luật và truyền thống. Thánh Phaolô nói rằng trung tâm của ơn cứu độ và đức tin là sự chết và phục sinh của Chúa. Ngài làm điều này bằng cách đặt trước họ thực tế của thập giá của Chúa Giêsu. Ngài viết thế này: Ai đã mê hoặc anh em là những người đã thấy hình ảnh Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước. Đức Thánh Cha cảnh giác: Ngày nay có nhiều người vẫn tìm kiếm sự an toàn tôn giáo hơn là tìm kiếm Thiên Chúa hằng sống và chân thật khi tập trung vào các nghi lễ và giới luật thay vì đón nhận tình yêu của Thiên Chúa với toàn thể con người của họ. Ngài lưu ý, đây là cam dỗ của những người theo chủ nghĩa bảo thủ mới, những người sợ tiến bước trên con đường và họ lùi lại đằng sau bởi vì cảm thấy an toàn hơn. họ tìm sự an toàn của thiên chúa chứ không phải là thiên chúa của sự an toàn. và đức Thanh cha nhận định đây là lý do tại sao thánh phaolô yêu cầu tín hữu galat trở về với điều thiết yếu với thiên chúa, không phải với sự an toàn của thiên chúa, nhưng với thiên chúa đấng ba sự sống cho chúng ta trong đức kitô bị đóng đinh chính Ngài làm chứng về điều này. Tôi cũng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà đã Đức Kitô sống trong tôi. Và ở phần cuối của thư, Ngài khẳng định, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Thanh Trà khuyến khích các tín hữu, nếu chúng ta đánh mất sợi dây của đời sống thiêng liêng, nếu hàng ngàn vấn đề và suy nghĩ tấn công chúng ta, chúng ta hãy nghe theo lời khuyên của Thánh Phaolô chúng ta hãy đặt mình trước Đức Kitô bị đóng đinh. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ người. Chúng ta hãy cầm lấy cây thánh giá trên tay, ôm chặt vào lòng. Hoặc chúng ta có thể thậm chí có thể dành chút thời gian để chầu thánh thể. Nơi Chúa Giêsu là bán được bẻ ra cho chúng ta, đứng chịu đóng đinh, đứng phục sinh, và quyền năng của Thiên Chúa đứng tuôn đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta. Theo giao huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thêm một bước nữa. Chúng ta hãy tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi trong cầu nguyện chúng ta gặp Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Điều tương tự đã xảy ra dưới thập giá. Chúa Giêsu ban thần khí của người, tức là Chúa trao ban chính sự sống của người. Và thần khí xuất phát từ cuộc vượt qua của Chúa Giêsu là nguồn gốc của đời sống thiêng liêng. Người thay đổi tấm lòng, chứ không phải hoạt động của chúng ta làm điều đó. Chính nhờ hoạt động của Chúa Thanh Thần trong chúng ta, người hướng dẫn giáo hội và chúng ta được kêu gọi vâng theo hoạt động của người người muốn thổi đến nơi nào và theo cách nào người muốn. Hơn nữa, chính ý thức rằng Chúa Thanh Thần đang ngự xuống trên mọi người và ân sủng của người đang hoạt động không loại trừ bất kỳ ai, đã thuyết phục ngay cả những tôn đồ do dự nhất rằng tin mừng dành cho tất cả mọi người chứ không phải cho một số ít người được đặc ân. Nhờ đó, đời sống của cộng đoàn được tái sinh và luôn luôn nhờ người mà chúng ta nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu của mình và tiếp tục tham gia vào cuộc chiến thiêng liêng của chúng ta. Cuộc chiến thiên liêng cũng là một giáo huấn quan trọng khác trong thư gửi tín hữu Galat. Thánh Tông Đồ trình bày hai mặt đối lập. Một bên là công việc của xác thịt và bên kia là hoa quả của thần khí. Xác thịt là gì? Đó là những hành vi trái với thần khí của Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ gọi chúng là những công việc của xác thịt. Không phải vì có điều gì đó sai lầm hoặc xấu về cơ thể con người chúng ta. Ngược lại, chúng ta đã thấy Ngài nhấn mạnh đến tính thực tế của thân xác con người được Đức Kitô mang trên thập giá. Xác thịt là một từ chỉ con người trong chiều kích vật chất, khép kín trong chính mình, trong cuộc sống chiều ngang, tuân theo bản năng thế gian và khép kín đối với Thánh Linh, đấng nâng chúng ta lên và mở chúng ta ra với Thiên Chúa và với người khác. Nhưng xác thịt cũng nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ sẽ già đi và khô héo, trong khi thần khí ban sự sống. Do đó, Thánh Phaolô liệt kê những việc làm của xác thịt những thứ đề cập đến việc sử dụng tín dục một cách ích kỷ, đến những thực hành ma thuật liên quan đến việc thờ ngẫu tượng và tất cả những gì làm suy yếu mối quan hệ liên cá nhân như hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, gan tị. Đức Thanh Trà nhấn mạnh rằng đây là kết quả của xác thịt, của các xấu hoàn toàn con người, con người bệnh tật. Bởi vì một người có những giá trị, nhưng ở đây là con người bị hư hoại, Trái lại, Đức Thanh Cha giải thích tiếp, hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Các Kitô hữu, những người đã mặc lấy Đức Kitô trong phép rửa tội, được mời gọi sống như vậy, nó có thể là một bài tập thiêng liêng tốt khi đọc danh sách của Thánh Phaolô và xem xét hành vi của chúng ta để xem điều đó có tương ứng không xem chúng ta có thực sự sống theo Chúa Thánh Thần. Chúng ta có đang mang những hoa quả này không? Ví dụ, ba yếu tố đầu tiên được liệt kê là bác ái, hoan lạc và bình an. Một người có thần khí của Thiên Chúa ngự trong lòng có thể được nhận ra bởi những đặc điểm này. Đức Thanh Trà nhận xét, một vị Thánh là một người sống trong bình an, vui tươi và yêu thương. Với ba dấu hiệu này, chúng ta có thể thấy sự hiện diện của thần khí. Đức Thanh Trà cũng lưu ý, Giáo huấn của Thánh Tông đồ cũng đặt ra một thách thức khá lớn cho các cộng đoàn của chúng ta. Đôi khi những người tiếp cận với giáo hội có ấn tượng rằng họ đang phải đối mặt với một khối lượng lớn các quy tắc và luật lệ. Đây cũng phải là giáo hội. Đây có thể là một hiệp hội nào đó. Chỉ thực tế, vẻ đẹp của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô không thể được nắm bắt dựa trên nền tảng của quá nhiều điều răn hoặc một nhãn quan luân lý được phát triển trong nhiều lớp, có thể làm cho chúng ta quên đi sự kết trái ban đầu của tình yêu được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Từ đó, bình an và chứng tá vui tươi dâng trào. Cũng vậy, sự sống của thần khí được thể hiện qua các bí tích không thể bị bóp nghẹt bởi sự quan liêu ngăn cản đến với ân sủng của thần khí, đớn khơi mào cho việc hoán cải tâm hồn. Đức Thanh Trà than phiền, vì đã bao nhiêu lần chính chúng ta, các linh mục hay giám mục, cần quá nhiều thủ tục bàn giấy để ban một bí tích, để tiếp đón dân chúng, đến nỗi người ta nói, không, tôi không thích điều này, và họ bỏ đi và nhiều lần họ không thấy nơi chúng ta sức mạnh của thánh linh đấng tái sinh đấng làm cho chúng ta trở nên tạo vật mới đối với mọi người kết thúc bài giáo lý đức Thanh Trà nhắn nhủ do đó chúng ta có trách nhiệm lớn là loan báo chúa giêsu chịu đóng đinh và sống lại được làm sống động bởi hơi thở của thánh thần tình yêu vì chính tình yêu này mới sở hữu sức mạnh thu hút và thay đổi tâm hồn con người <laughs> et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui Anh Huy và Truyền Đình xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt và chúng ta đang tìm hiểu tông muốn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 55 từ số 194 đến số 198. Và trước khi vô bài mới thì anh Huy sẽ phỏng vấn Trần Đỉnh một tí. À, có vụ phỏng vấn hả? Đúng rồi, tại vì kinh nghiệm bản thân à. sau cái số vừa rồi không? đặc biệt là nói về người cao tuổi, à. cao niên, đặc biệt là ở dưới comment nó có rất là nhiều comment của quý vị khán giả nói là tôi bị tổn ơi, sao, thương đúng như lắm. Rồi sao à. mà anh Huy ăn hiếp cụ Trần Đỉnh quá các kiểu. <laughs> Thế thì không biết là cảm nghiệm sau cái bài đó cậu thấy sao? À, nói chung là mình cảm thấy đức thánh cha còn thương lắm, ừ. tại vì đức thánh cha còn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của người cao niên ừ. như là cội rễ như là cầu nối lịch sử với thế hệ trẻ. Ừ. nhưng mà ít ra thì sau số vừa rồi tôi thấy có một cái vài thay đổi nhẹ đấy. Ừ. nhẹ nhẹ thôi hả? nhưng mà là thay đổi gì? <laughs> à, thì sau bài đọc hôm trước có anh chàng trai trẻ tên là anh Huy <laughs> đối đãi có vẻ tốt hơn hẳn, à. lịch sự lễ phép ân cần còn có vẻ hào phóng nữa hào phóng mà trời ơi, phúc đức quá rồi mới đọc có một kỳ giáo huấn vui mà thấy không có tác dụng thực tế rồi nó tác dụng thiên liêng rồi đó ừ, ước gì cả thế giới này cứ chỉ cần nghe một số giáo huấn vui cho là người ta được ơn khoán cải Ừ. lịch sử hơn ân cần hơn họ phóng không phải đâu người Ê. trẻ thật ra là họ đã có cái nét lịch sử lễ phép ân cần sẵn rồi đúng à. không tại vì giáo huấn vui là chỉ để nhắc lại cho họ thôi nhưng mà tôi thấy cảm thấy mình được an ủi cảm thấy dễ chịu khi mà được đối xử tử tế các bạn thì đâu có riêng những người cao tuổi đâu đúng không? người trẻ mà khi đối xử tử tế với người cao tuổi ấy, thì chính những người trẻ cũng thấy dễ chịu, thành ra thật ra cậu đừng có tưởng bỡ, tôi đối xử cậu cả tuần qua như vậy là phải chăng để tôi thấy đỡ anh thấy lưng tâm thôi đúng không? <laughs> Nhưng mà nếu mà cứ tập trung quá vào người cao tuổi thì đôi khi là người ta dễ bị tổn thương lắm. Thì đó hôm nay chúng ta xoay liền, xoay đổi đổi đối tượng liền. Cậu đọc tiêu đề hôm nay thử coi nè Rồi tiêu đề của hôm nay là anh chị em. Ủa? Gì từ 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 ông bà bây giờ về anh chị em ngay ở nhanh thế. Nghĩa là có những cái cầu nối cho gia đình phải không? Ừ. Mà nói đến cái cái bài này á tự nhiên nhớ đến cái bài thơ ngày xưa đi học á. Bài gì? Bài làm anh khó đấy á. <laughs> làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa cái gì đó phải không? Đúng rồi, đọc hết đi rồi thực hành luôn. Thì mà làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa với em bé gái, phải người lớn cơ. Với em à. gái bé đọc thơ là phải đọc cho nó chuẩn, nói không? <laughs> Ủa mà tôi nhớ là ông đó có em gái bé đâu thì em gái nuôi làm ừ. gì căng mong là em muốn trong nhà đúng không Bái... Thôi nhưng mà ở đây là với em gái bé thôi Chứ không phải là em trai bé không? bé Với ừ. em ừ. bé nhỏ phải người lớn cơ Thôi mình cứ đổi thơ như vậy đi ha à, Vào nhân đây xin các anh chị trong gia đình Của Trần Đỉnh là lưu ý Vì bài này đọc xong là Trần Đỉnh rất dễ lợi dụng Để đòi quà đấy ạ Tôi lợi dụng rồi lâu rồi ông ơi ừ. Bởi vì sao Cái này Khi em bé khóc ừ. anh phải dẫu dành ừ. Nếu em bé ngã phải anh nâng dịu dàng Chỗ này mới quan trọng là mẹ cho quà bánh chi em phần hơn Có đồ chơi đẹp cũng như em luôn Đấy. <laughs> Đọc đúng cái chỗ cần thiết rồi đó ừ. Nhưng mà chốt lại là Làm anh thật khó nhưng mà cũng thật vui ừ. Ai yêu em bé thì làm được thôi khó quá, thì thật ra là cũng khó à, ừ. nhưng mà trong cái khó là nói cái khôn à. người anh người chị là cũng có cái khôn khi mà đối chắc. xử tốt với đứa em của mình à, Sau này già nó chăm sóc lại chứ à. <laughs> nhưng mà nói chung quan trọng hơn là tình yêu à, à. tình yêu không có vụ lợi như nãy giờ mình nói à, nhưng mà ở đây tôi thích cái câu này nhất nè mẹ cho quà bánh chia em phần hơn có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn đó, à. đó. bây giờ tôi hỏi ông thật nè giờ ông muốn làm anh tôi hay làm em tôi à. <laughs> Rồi sao ông muốn nói thẳng đi. Ông là ông với tôi là cùng tuổi đúng không? Đó này mình biết mình không nói năm sinh thôi nữa, rồi. nhưng mà cùng tuổi. Tháng là tôi cũng biết ông sinh sau hay sinh trước tôi rồi, đúng không? Bây giờ quan trọng là cách cư xử với nhau. Đứa nào mà rủ nhau đi ăn kem mà dành trả tiền. Tôi nhưng làm ăn ngay. Đấy, tôi dừng làm ăn ngay. Cái này là có kẻ lợi dụng ngay tức thì luôn. <laughs> <laughs> Thôi rồi lần tới thì ok đồng ý là tôi sẽ trả tiền đúng ừ, không à. Nhưng mà chắc là có lẽ là mỗi lần mà đi mời kem ấy, thì chắc tôi phải suy nghĩ lại xem mình có nên làm anh không Thôi bây giờ nói chuyện kem suốt thì không biết thế nào mới xong ừ. Kem nó nó ngon thì ngon thật đó, à. nhưng mà nó chỉ là phương tiện để gọi là xây dựng tình huynh đệ Đúng rồi Nghĩ em Đấy, có vẻ cộng là... sáng đó rồi đó Bây giờ chúng ta ừ. đi thẳng vào vấn đề Đấy, Chúng ta nhảy qua cái kem đi Đấy, Chúng ta vào số 194 Rồi số 194 Theo dòng thời gian Tương quan giữa anh chị em sẽ ngày càng sâu đậm hơn và mối liên kết huynh đệ hình thành giữa con cái trong gia đình. Nếu nó được phát triển trong một bầu khí giáo dục mở ra với những người khác, thì đó sẽ là một trường học rất là lớn dạy người ta sống tự do và sống bình an với người khác. Đó thấy không? Đâu phải chỉ đến trường mới học làm người đâu. Ừ. Ngay trong gia đình thì cái việc mà anh chị em học sống chung với nhau thôi. Đó. đó là những cái bài học tuyệt vời cho cái uh, cuộc sống làm người của một đứa trẻ. Tôi đố ông nhé. Bây giờ chiến tranh xảy ra đầu tiên chỗ nào? Thì uh, chắc là Iran, Iraq gì đó Afghanistan đúng không? À, không rồi. phải em ơi Chính ngay trong gia đình Dạy người ta biết sống chung với người khác Giá à, trị rồi. cuộc sống là ở chỗ đấy ấy. Nói cho xa đâu Mỗi cái tim giáo hướng vui này Ngày nào cũng chiến tranh <laughs> Tuần nào cũng chiến tranh đấy. Mà ở đây ấy, thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là Có lẽ chúng ta không luôn ý thức Nhưng mà chính gia đình Là nơi dẫn dắt tình huynh đệ vào trong thế giới đó, đó, thấy Câu không? này là câu chốt quan trọng à. Và chính cái từ kinh nghiệm đầu tiên này Về tình huynh đệ Tình huynh đệ mà được nuôi dưỡng bởi tình thương này, Sự ừ. giáo dục của gia đình ấy, Thì cái tình nghĩa huynh đệ đó Nó sẽ chiếu tỏa như một cái lời hứa hẹn Trên toàn xã hội đó, Thành ra là có câu là gì Tu thân, này, tề gia, này, trị quốc Rồi bình thiên hạ Trong nhà mà suốt ngày cãi với anh chị em mình Thì sao mà mơ là sau này làm chính trị gia Mà không gây chiến tranh được Thì lúc đó là bình thiên hạ mà không có tình thương Làm gì là căng. Biến thiên hạ thành bình địa luôn <cười> 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 Thôi hết số 194 và tôi thấy là đọc câu này tôi mới nhớ đến một câu Thánh Vịnh Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay Anh em được sống vui vẻ bên nhau Đó, ừ. Thánh Vịnh 133 Có thể nói rằng là chính kinh nghiệm từ nhỏ này Có thể giúp cho anh chị em Trong suốt một cuộc đời gắn bó yêu thương nhau Cậu đọc tiếp sẽ thấy nè Rồi vào số 195 này Quãng đời lớn lên giữa anh chị em Cho ta một kinh nghiệm tuyệt vời Về việc chăm sóc lẫn nhau ừ. Qua sự giúp đỡ và được giúp đỡ Thành ra đó là tình huynh đệ trong gia đình tỏa sáng cách đặc biệt khi chúng ta thấy những sự quan tâm ừ. giữa anh chị em với nhau, rồi ứng xử kiên nhẫn chứ không phải là đứa em mình nó vừa chọc chọc mình tí là điên lên á cho một cốc luôn Đây, ừ. cốc là sao? là ký đầu á à ký đầu, ừ. à cốc á hả, cú á không? rồi những cái tình cảm thương yêu của anh chị có thể nói là vây bọc các em nhỏ yếu đuối nhất lúc ốm đau hoặc là mang khuyết tật rồi, và phải nhìn nhận rằng nếu mà có một anh em trai, có một chị em gái thương yêu mình á, ừ. thì đó thực sự là một kinh nghiệm rất là mạnh mẽ. Nó là một cái kinh nghiệm rất là sâu đi vào trong cái hành trình làm người á. Nói thật không á, thú thật lòng. thật lòng đi. Thật Bây lòng. giờ ở đây chỉ có hai tụi mình. Yeah. Cái khúc này là nhờ biên tập viên cắt nha. Nhờ thật lòng là là có thấy là được anh chị yêu thương rồi, không? Tôi cảm thấy được yêu thương mà. Vâng, nếu mà anh chị của Trần định nghe điều này xin comment bên dưới giùm <laughs> nha để em biết được sự thật nha. Ở đây em không dám tin nữa. <laughs> Tuy nhiên là những bậc cha mẹ là cần phải kiên nhẫn lắm. Để mà dạy cho con cái mình đối xử với nhau như là anh chị em Ồ cái này tôi làm chứng nè, à. Nhiều Đúng khi đó. muốn điên đầu luôn á Tại vì có hai đứa con à. Thương hết cả hai đứa à. Mà đụng một tí là nó cứ giành nhau Đụng một tí nó cứ giành nhau đó. Đúng rồi Ganh tị, mình ừ. như là bố mẹ phải rất là kiên nhẫn Để có thể giúp cho những đứa trẻ Nhận ra là chúng ta là anh em của nhau Anh chị anh. em của nhau mà thật ra không có phải là chỉ riêng cái tụi nhỏ bây giờ đâu ừ. ngày xưa là thánh Teresa hài đồng với ấy là cũng có kinh nghiệm đó kể thằng chuyện thám là tôi không có rành lắm <laughs> lần kia là thánh Teresa là rất thích cái món đồ ừ. thế là ba mẹ mua đồ cho ừ. mấy chị em á ừ. nhưng mà Teresa nhất quyết là phải lấy hết giữ hết à, tôi rồi. là phải có hết tất cả ủa vậy mà làm thám được luôn hả? <laughs> nhưng mà lúc sau khi mà lớn lên rồi khi mà nhìn lại cuộc đời của mình lúc nhỏ à. nhớ đến cái lúc mà mình 3 tuổi wow. ngài nói là cái ngày đó tại sao tôi lại ích kỷ như vậy tại sao à. tôi lại muốn tất cả như vậy mà không có chia cho người khác à. tôi cứ cậy tôi làm em á à, 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 mấy cái đứa là cứ cậy làm em đòi hỏi à, 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 <cười> <cười> xin tiết lộ một thông tin chừng đỉnh là em út trong gia đình có thể nhé đây là thông tin tôi đã xác minh một phần trăm nhé nếu mà ai cần facebook của anh chị của đỉnh thì Huy sẽ cung cấp nhé <laughs> nhưng mà cái kinh nghiệm của tuổi thơ ấu ấy, nó giúp cho người ta nhìn lại và có một sự hoán cải sâu xa về ừ. cái việc mà mình quan tâm, giúp đỡ hay là yêu thương người khác như thế nào. Thành thử ra không tốn công tí nào khi bố mẹ bỏ giờ, bỏ sức ra để gọi là đào tạo cho những đứa con của mình biết ừ. sống tình anh chị em. Đôi khi hơi mệt đấy, nhưng mà thực sự Đức Thánh Cha nói là một môi trường dạy về tính xã hội. Đúng rồi. Và tại một số nước thì còn tồn tại một cái xu hướng rất là mạnh mẽ, đó là mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Ừ. Đúng không? Hiện tại bây giờ Việt Nam cũng vậy. Và cái kinh nghiệm tình anh em trong một nhà thì nó, nó bắt đầu là bớt đi rồi ít phổ biến rồi Và trong một vài trường hợp có thể nói là không thể có được nhiều hơn một đứa con theo ý muốn đó Thì Đức Thánh Cha khuyên là dù sao thì cũng phải tìm cách để mà đảm bảo là đứa trẻ không lớn lên đơn độc hoặc là bị cô lập Và hết số 195 này thì tôi thấy Đức Thánh Cha thực sự là có một cái tầm nhìn xa và rộng Ừ. về cái tình hình xã hội hiện nay ấy. giờ cậu mới thấy ấy, anh cha nhìn xa rộng từ đời nào rồi <laughs> nhưng mà thôi đồng ý đồng ý ừ. nhưng mà sâu xa đó là cái kinh nghiệm của tuổi thơ ấy đó là một kinh nghiệm mà sẽ giúp người ta lớn lên và cách hành xử mang tính xã hội là điều quan trọng nhưng mà có đúng là có một bài thơ kia nói hay ừ. nói sao tôi thích lúc còn nhỏ ừ. cái lúc mà tôi gọi là chưa chạm tay vào cuộc sống đúng rồi. chưa bước chân vào xã hội Đấy. chưa chạm mặt với đời Đấy. Nụ cười của tôi ngày đấy còn hồn nhiên vô tư, ừ cũng hay. Ừ. rồi cái từ cái ngày mà tôi hiểu được cái gọi là lòng người, nụ oh. cười của tôi nó nhạt dần oh. và trở nên giả tạo. đấy. mà nếu có thể thì xin cho tôi một vé đi tuổi thơ. vui thì cười, buồn thì khóc đúng không? Ừ. có anh có chị có em không như bây giờ, dù như thế nào cũng phải vẫn phải cười mà cười toàn là cho khách hàng và đối tác, không muốn cười cho anh chị em cũng khó. đúng rồi. Đúng nhưng mà bài này hay ghê ấy nha ừ. Ý nghĩa ghê ấy nha Nhưng mà tao phải thơ thôi mà ông bảo là thơ Nhưng mà bài thơ mà Ông phải phân biệt đâu là thơ đâu là văn xuôi Đó, văn vần Không thật ra thì tôi cũng đang định làm thơ Nhưng mà tự nhiên thấy ông cái tự nhiên nó mất cái hứng Nên tôi đọc nó ra như vậy á Thôi mà mình trở lại đi tôi thấy tôi với ông cãi nhau hoài Nó mất ý nghĩa quá Thế Nhưng mình cứ tập đối xử Hồi nhỏ là tôi biết là ông bị anh chị đàn áp lắm đúng không? Nên là... Thì có đó không, không, có, không có hả? Mà chị nói đại thôi, đoán, à? đoán, à? đoán là được thương Tại sao thấy Bây giờ ông có vẻ cứ muốn trở lại tuổi thơ à, Tại hồi đó được yêu thương quá mà Nhưng mà cậu biết sao Điều quan trọng là khi người ta được hun đúc Cho một cái tình anh em biết giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau ừ. Cái tiếng Việt rất là hay ừ. Đùm bọc Đùm bọc nữa. Đấy đúng Đấy. rồi Có nghĩa là hở ra một cái là đùm anh Hở ra một cái là bọc Anh em như thẻ tay chân ừ. rất là đùm bọc Dở hay đánh đòn Ui rồi, ôi Cái gì đánh đòn <laughs> đỡ đần đỡ hai đần với nhau không ấy rồi ông này nói chuyện với ông phải tỉnh nếu không ừ. thì là bị ăn đòn luôn <laughs> nhưng mà cái kinh nghiệm của việc đỡ đần đùm bọc lẫn nhau ừ. nó chính là cái kinh nghiệm mang tính xã hội ừ. dạy cho người ta biết tương quan với những người khác khi mà đấy. ra cuộc đời đấy. đấy rồi khi mà ra cuộc đời rồi thì mình mới xây dựng được những cái tình anh em khác đấy. một cái gia đình mới không chỉ có phải là sinh và máu mủ ra rồi đúng không mà. thì mới là anh em có những cái cách đối xử với nhau để cho người ta thấy nhau là anh em Bây giờ mình tặng quý vị khán giả một bài hát đi Thông đừng hát bolero nữa tội nghiệp tôi quá ông ơi Hát rap à Ồ rap hả? Rap luôn Biết rap luôn hả? Rồi, rap, rap, luôn. rap tức là rap nhiều khúc lại với nhau hả? <laughs> Thì được khúc nào hay khúc đó Ờ ừ, thử đi <laughs> Rồi Nhạc À dạ xin anh kỹ thuật cho em uh, 1 ngàn âm thanh cộng với 200 nhạc nhé Anh anh cứ phát lên rồi tụi em nhép theo được <laughs> Tình nghĩa là nhất Anh em là nhất Người thật làm việc thật Bản năng sống luôn chất không ai quá nổi bật nhưng tôn trọng lề luật mọi thứ đều có thể lật nhưng danh dự không thể để mất và đó là anh em tôi đó là anh em tôi những đứa vào sinh để ra từ tất cả tụi nó là anh đừng em tôi không quan trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn ra sao sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tôi đó là anh em tôi đó là anh em tôi những đứa vào sinh ra từ tất cả tụi nó là anh em tôi không quan trọng nó từng thế nào hiện tại không đốn là sao sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tôi anh em tôi là ai là đứa xem trọng tình thân anh em tôi là ai? Là đưa xuống đời bình dân. Anh em tôi là ai? Là ai là ai là ai là, là kẻ nào ít nói nhưng khi tôi ngã luôn là chỗ dựa tinh thần không phân trần. đôi cò với những đứa thích sân si, nguồn sống ngoài tiền là nghĩa, còn lại là không cần gì, không bao giờ tin đời màu hồng nhưng trong lòng luôn luôn đầy hy vọng và đó là anh em tôi, đó là anh em tôi. <laughs> vâng thật ra là cũng muốn đọc giáo hướng vui tiếp nhưng mà hát xong bài rap vừa rồi thì cả hai đều hết hơi hết rồi trước khi kết thúc xác định ai là anh hay là em đúng không ừ. nãy giờ đọc nguyên cả một số giáo hướng như vậy hát nguyên một bài rap ý nghĩa vậy mà ông lại còn đi chăn giành ai là anh ai là em vậy thì bây giờ tôi có giải pháp rồi ừ. anh em tôi luôn ngang hàng anh em, em tôi không, không ngang, ngang tàn yeah. Phải à, như vậy phải là đó. giáo hướng vui à. nhưng mình đọc mà mình không sống là không được. được vâng vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới để gặp lại anh em tôi nhé Xin chào và hẹn gặp lại Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.